Thứ hai, vì muốn tránh quả báo sinh tử luân hồi, đền mạng lẫn nhau. Thứ ba, vì hợp vệ sinh. Nay mà giảng cái thời buổi bây giờ mà nói ăn mặn không hợp vệ sinh là hơi bị đuối à. Cho nên cái này là hồi xưa thì nói được, cũng như là cái sám hối sáu căn của thầy Nhật Từ mà thầy soạn vậy. Thầy nói là ăn mặn thì chẳng cần sạch dơ, miễn sanh khoái khẩu là xin lưỡi thèm. Nay chưa đã mai tìm ăn nữa. Chứ còn giờ này mà nói là vì khoái khẩu mà không cần sạch dơ là không đúng. Giờ này mà nói vì hợp vệ sinh thì cái vế này chắc đảnh lễ hòa thượng cho con cắt bỏ qua thêm khác vô. Ba la mã là cách thức ăn chay. Một là chương trình ăn chay là ăn chay kỳ và ăn chay trường. Hai là phương pháp thực hành là chọn lựa và thay đổi món ăn. B là phải biết nấu, cách nấu. C là phải giảm thịt cá ngoài cái ngày chay. Số 3 là những điều cần tránh. 1 là kiêu mạn ăn chay. 2 là háo danh ăn chay. 3 là ép xác ăn chay. 4 là giả mặn để ăn cho được đồ chay. 5 là đừng quên ngày chay. Và 6 là chớ ăn ngũ vị tân. Nhiều chưa? 4 la mã là lợi ích của sự ăn chay. 1 là phương diện cá nhân. 2 là phương diện của đoàn thể, nhân loại và chúng sinh. Kết luận khuyên mọi người nên ăn chay dù Phật tử hay là không phải Phật tử. Đó, dàn bài là như vậy. Bây giờ chúng ta làm việc ăn chay. Rồi bây giờ thầy nói hai chữ ăn chay trước. Một là chữ ăn, hai là chữ chay. Hầu như là thầy có giảng một cái đĩa là ăn hiền ở lành phải không? Ăn chay là gì? Ăn chúng ta có gồm nhiều cách ăn, mà trong đó hầu như là có ở trong sách như để bốn cái loại thực vậy. Mình ăn có loại cho nên quên luôn. Một là đoàn thực. Đoàn thực có nghĩa là cái thức ăn của mình á. Cái thức ăn của mình là đoàn thực, là mình ăn cái thức ăn bỏ vô miệng. Thứ hai là pháp thực, phải không? Mà ta còn gọi là pháp thí thực. Thứ ba là pháp hỷ thực. Rồi thiền diệt thực. Thiền diệt thực nó còn gọi là cái pháp thí thực, nó còn gọi là thức thực. Pháp thí thực nó còn gọi là thức thực. Còn gì nữa đó, chứ không phải là chỉ có bốn cái thức ăn này không, còn nhiều nữa. Tóm lại là thầy ăn có đoàn thực không thầy quên rồi. Có nhiều lúc cũng ăn được hai cái này trên cái miếng, lâu lâu ăn miếng. Còn cái thí thực với cái thức thực này là của cô hồn ăn. Đúng không? Trong cái pháp thực, pháp thí thực này hoặc là thức thực này, nó còn ăn cái hương thực. Cái pháp thí có nghĩa là cái hương mình cúng hương cho cô hồn, mình thắp hương ở đâu có cô hồn đó. Nó ăn, nó tự gọi là thực hương. Thực hương có nghĩa là nó ăn hương á. Nó ăn cái mùi hương. Cho nên là mình cúng cô hồn thường khi mình đốt nguyên nắm nhang, mình cúng quá trời quá đó, cúng tùm lum bây giờ là nó thật hương. Như vậy thì bây giờ ta ăn trong cái này đó, là nói là đoàn thực, là ta ăn cái thức ăn của mình đó, thức ăn. Vậy thì có phải là vì ăn để sống hay sống để ăn? Quý vị nói rồi, ăn để sống phải không? Đồng ý hết không? Rồi đồng ý hết cho chàng với ta đi. Ăn để sống phải không? Vậy thì cái người ăn để sống này nè là có thể ăn chay được. Thấy không? Cái này là phải để ý. Cái người ăn chỉ để sống thôi đó thì cái người này có thể ăn chay được. Nhưng mà cái người sống là để ăn á thì cái này không bao giờ ăn chay được. Không ăn chay được.
có nghĩa là không ăn chay nổi. Người ta vì miếng ăn lắm, mà ta thích ăn thịt chúng sinh, mà ăn cái nào ác chừng nào tốt đấy. À, chứ họ không có, không phải là vì mượn miếng ăn là để nuôi sự sống. Cái này là mượn miếng ăn là để nuôi sự sống, cái này là ráng sống để ăn. Cho nên là hai cái này khác nhau. Như vậy là chúng ta biết là cái giá trị của ăn thì chúng ta nhận định trước đi. Có nghĩa là con mượn miếng ăn, con mượn miếng ăn để con sống, thì con xem thường miếng ăn. Con xem thường miếng ăn. Vậy là miếng ăn là miếng tồi tàn, mà trật ăn một miếng lộn gan lên đầu là cái người này có không? Miếng ăn là miếng tồi tàn là cái người này nè. Miếng ăn là miếng tồi tàn, trật ăn một miếng lộn gan lên đầu là cái người này. Là cái người sống để ăn á, người ta có trọng miếng ăn. Cho nên á, cái miếng ăn này nó trở thành là miếng tồi tàn. Chỉ đàng hoàng ha. Mấy mốt để mình khuyên người ta ăn chay, người ta hỏi tại sao tôi phải ăn chay. Nói vậy nè, tại mượn miếng ăn để sống. Muốn sống tốt, miếng ăn này có ý nghĩa, chứ không phải miếng ăn này là miếng tồi tàn. Miếng ăn này có ý nghĩa. Cho nên mình cúng một bữa thanh trai đạm bạc, cái phước của nó bằng 1000 lần cái phước này. Vì cái người này là đáp ứng cho những người tham ăn thôi. Cho nên đáp ứng cho những người tham ăn thì đáp ứng cho lòng tham. Còn ở đây cúng một bữa chay thì đáp ứng cho cái người thanh tai đạm bạc, thanh khiết. Cho nên phước của cái thanh khiết này á, là nó được 100, thì phước này á, nó mới có 1, hoặc là nhiều lắm là tới 10 hết. Từ 1 tới 10 hết. Còn đây là từ 100 tới 1000. Muốn nói như vậy để cho quý vị hiểu là so với cái chỗ này, tôi ngay chỗ này tôi nói luôn, nếu người Phật tử nào mà đúng là Phật tử thì ở nhà mình có cha mẹ người thân chết, đừng bao giờ làm đồ mặn. Không phải để đáp ứng cho những người sống để ăn hay là tới để ăn. Có nghĩa là người ta tới đám mình là chủ yếu là để ăn. Mình không để ăn ta chửi. Hiểu không? Người ta không có ăn là người ta chửi. Chứ còn người ta tới với mình có nghĩa là mượn miếng ăn để mà thiết lập cái truyền thông á, thì có cái gì ăn với nấy với tôi. Vì bữa nay là cái đám, bữa nay là tôi gia đình tôi có người mất, cho nên là đám này là đám, người ta gọi là đám tang. Sở dĩ mà tôi có sự tang tóc, tang quan, tang tành, cho nên là cái ăn này là tôi xem nhẹ nó, để tôi lo cho cái người mất, lo cho người mất. Đó là một sự tan vỡ, một sự đau thương. Còn bây giờ đã tôi có một người mất mà tôi còn phải lo cho cái ăn này nữa nè. Vì lo thiếu ăn, thiếu nhậu là nó chửi. Vì nó đến đây là ăn nhậu. Vậy là tôi phản đối cái hạng người này. Hạng người sống để ăn. Cho nên có những hạng người sống tạm trong xã hội này là nó hết đi cái đám này nó nhậu lè phè, nó đi cái đám kia nó ăn nhậu lè phè, nó đi cái đám nọ nó ăn nhậu lè phè. Đúng không quý vị? Đồng ý không? Nó mong cho nhiều cái đám, đặng ngày nào nó cũng đi để nó ăn và nhậu lè phè. Thì cái hạng này là hạng là sâu mọt của xã hội này. Đừng bao giờ mà đón chào cái hạng sâu mọt này. Cho nên tôi nói rồi, nếu ở đâu mà kêu tôi đi đám, ở đó tôi nhận đám, ở đó mà đãi đồ mặn là cúng tôi đã bụng. Tôi về và tôi không cho ai tới hết. Đệ tử tôi không cho đi. Vì sao vậy? Vì những hạng người này sống là để ăn. Cho nên họ quan trọng cái ăn nhậu của họ lắm. Họ giật bò, giật dê, giật trâu, giật heo, mua đủ thứ thức ngon giật lạ để cung phụng cho cái đám tang này. Là tôi không bao giờ đồng ý. Ở đây tôi nói lỡ mai mốt mà quý vị có như vậy thì đừng có nói tại sao mà tôi không đến. Thấy không? Thì cái hầu mà ông già tôi mất, tôi không cho nấu bất cứ đồ mặn gì hết. Thì các anh các chị vẫn chấp nhận là không nấu đồ mặn. Nhưng ở ngoài cốc ổi mía ghim vẫn đãi rượu ở bên ngoài và say xỉn lè phè.
Cái này là tại vì tôi nể người lớn cho nên là, mà ở nhà là tôi nể người lớn, chứ mai mốt mà tôi mà kiểu đó là, nếu tôi nói cả người thân của tôi luôn mà không nghe tôi để mà vì cái ăn mà quan trọng là tôi bỏ, đừng có nói là bà con cô bác gì miếng. Đối với tôi là không có vụ đó. Nếu coi trọng cái ăn mà để mà giết hại sinh vật mà gọi là ăn cho khoái khẩu á, thì ăn đi, rồi tự xé người chết ăn luôn đi, tôi chả có làm. Tôi nói tới cỡ đó, đặng cho đừng có vì cái ăn mà hở mà đợi tới cái đám cái là đãi rượu đãi thịt ra đó, rồi mần heo mần bò ra đó, rồi nói là làm lớn báo hiếu cho cha mẹ, nghĩ thứ đó là loạn thứ tham ăn không. Tôi nói nặng như vậy là để cho đừng có quan trọng cái việc ăn giùm tôi cái. Chứ ta mắc mớ gì nhà tôi có hữu sự mà đâu phải tới đó là để ăn đâu, mà tới đó chia buồn. Vấn đề quan trọng là tôi thắp cái nhang cầu nguyện và chia buồn với tôi xong về. Không có cần ai phải ở lại đó mà ngồi đó mà nhậu lè phè mà nói này nói kia. Tư tưởng của nhà Phật là cũng chấp nhận vậy. Không có cần ai đến. Ở nước ngoài mà tới chừng đến rồi là ăn miếng bánh uống miếng nước suối rồi về. Chứ ở nước ngoài không có rượu rảnh mà ngồi ngủ lè phè. Rồi tới giờ người ta đẩy vô 8 giờ sáng mới cho ra thăm. Tôi không lẽ tôi dọn ra nước ngoài tôi ở chứ thiệt. Bằng điềm nó sướng lắm. Đồng ý không? Đi sướng. Rồi là còn đằng này ở Việt Nam mình 12 giờ khuya em biểu tôi đi liệm. Trời đất ơi, chịu nổi không? Vậy mà nếu mà nói mà coi ngày coi giờ mà phong thủy đủ thứ thì nước ngoài giàu hơn mình. Tại sao mình ngu dữ vậy? Ở đây mà mê tín mà đòi 12 giờ đêm, không có cái giờ 12 giờ tiếp liệm được. Khùng. Ác ôn. Mấy ông coi ngày tôi bắt ông đi. Ông nào mà coi cái giờ đó bắt ông đi đi, đừng có bắt tôi. Tự nhiên cái ông đó ác cũng bắt tôi đi. Cái ăn là tôi nói vậy. Hãy ăn một cách rất là đơn giản. Để như vậy, để đừng bao giờ làm các loài cô hồn mà tôi phải làm cái buổi pháp thí. Cho buổi pháp thí, tôi vừa tụng kinh mà tôi vừa cúng đủ thứ đặng cho nó gọi là thí thực cô hồn. Ăn đừng có giống cái loài ăn này. Ăn này sống mà nó cũng giống như cái loài ngạ quỷ đói vậy. Mà chết thì nó cũng là quỷ đói vậy thôi. Cái này cúng cho là quỷ đói. Rồi bắt đầu chữ trai là gì? Chữ trai là chữ trai. Trai là thanh tịnh. Y như bây giờ nói là thanh trai à, hai cái chữ này nè. Thanh trai. Tôi bữa nay tôi mời cô đến nhà tôi dùng một bữa thanh trai đạm bạc. Thanh trai đạm bạc. Được chưa? Cái chữ trai này là thanh trai đạm bạc. Chứ không phải là tôi mời anh bữa nay đến nhà tôi ăn một bữa thanh trai xịn soạn. Hiểu không? Thanh trai đạm bạc chứ không phải là thanh trai xịn soạn. Nếu mà yến tiệc linh đình, nếu như mà ăn mặn chúng sinh á, chữ mặn này nè, nó bằng với chữ mạng. Mà chữ mạng này á, thì mới có thể nói là yến tiệc linh đình à, nó còn gọi là siêu đình ngã quán. Còn nếu như mà thanh trai đạm bạc thì cứ như thế, chúng ta có cái gì ăn cái nấy cho nó nhẹ nhàng, mượn cái ăn để thấm tình đạo vị, đó là trai. Chữ trai này là nó độc trại, y như thành phố Hồ Chí Minh mình á, thay vì người ta nói là đẹp trai thì nó nói đẹp trai. Phải không? Ở thành phố Hồ Chí Minh mình á không có muốn uống lưỡi trai. À, vậy thì cái chữ mà đẹp trai chứ ăn chay nó giống nha. Rồi. Nhưng mà có người cũng đem cái này ra giỡn nè nha. Có người nói là bữa nay tôi ăn trai. Mấy cô mà mạnh miệng dám nói vậy đó. Nó nói thầy ơi bữa nay là ngày con ăn trai. Trời ơi, ghê vậy trời. Con phải thêm vô cái từ là bữa nay con ăn thanh trai đạm bạc. Chứ con đừng nói là bữa nay con ăn trai. Không ai cho con ăn trai đâu. Nghe không? Nó nói ăn chay mà nói vậy đó. Nghe không? Rồi thầy nói về cái ăn đó là phải biết vậy nha. Mà ăn chay có nghĩa là không ăn thịt chúng sinh. Mà ăn mặn là ăn mặn. Ăn mặn là ăn thịt chúng sinh.
À, đơn giản vậy thôi. Bây giờ cái chữ chay với chữ mặn là ta phân biệt nhau cái chỗ đó nghe. Chữ chay là thanh trai, là không ăn thịt chúng sinh. Còn mặn chính là mạng, là ăn chúng sinh. Như vậy thì cái ăn chay của Phật giáo nó khác ăn chay của hầu như là Cao Đài phải. À, khác ăn chay của Thiên Chúa. Ăn chay của Phật giáo là không ăn thịt chúng sinh. Nhưng mà bên đạo bạn của mình là bên Cao Đài á, thì bên Cao Đài là được ăn tép, vì tép nó không có máu, cho nên là Tây Ninh nổi tiếng muối tép, muối tôm á, muối tôm, muối ớt á. Vì các vị đó nói là ăn chay con tép nó không có máu, tép không máu được quyền ăn. Còn mình là không ăn thịt chúng sinh. Vậy thì bên Cao Đài vẫn ăn trứng. Bên Cao Đài vẫn ăn trứng. Thì mình vẫn ăn trứng. Ăn chay vẫn ăn trứng. Vì sao vậy? Mà cái trứng không có trống. Nhớ nghe. Trứng không trống. Hiểu chưa Phật tử? Hiểu chưa? Mai mốt mình ăn chay mà hỏi ồ con ăn chay ăn trứng được không? Nói trứng không trống. Vì nó có trống là nó có chúng sinh, mà trứng không trống là không có chúng sinh. Vậy là trứng gà, trứng cút được không? Tất cả loại trứng đều được, nhưng trứng đó đừng có trống. Trứng đó chỉ có mái thôi. Rồi chỉ được rồi. Định nghĩa ăn chay, ăn chay là không ăn thịt chúng sinh rồi. Lý do phải ăn chay vì lòng từ bi và bình đẳng. Một, lý do ăn chay. Hai là mã đó, lý do ăn chay. Với các lý do sau đây. Một, vì lòng từ bi. Đúng ra là từ bi riêng, rồi bắt đầu bình đẳng riêng nữa. Giờ giải thích từ bi là gì? Mình quy y theo Phật thì Đức Phật là đấng đại từ bi, thì ít ra là mình phải có chút xíu lòng thương chứ. Trời ơi, nghĩ sao mình không có lòng thương, mình ăn thịt nó mà mình đòi tu thành gì? Mà tôi nói là có nhiều người ác đến nỗi mà con gà mình nó ngon á, gà giò mà trời cô gà ngon á, mai là gà còn sống mà nói vậy á, có nghĩa là giống quỷ không? Ăn gà sống chưa đưa vô miệng là biết ngon rồi. Đi ra chợ trời ơi cá tươi rối ngon. Vậy là cá nó còn sống, chưa vô miệng nó đã ngon rồi, giống quỷ chưa? Tôi nói vậy thì quý vị biết là tập khí ăn mặn, là không có đợi giết nó mà ăn đâu, mà là mới thấy nó là ngon rồi. À, cho nên là không có tình thương. Và bây giờ nếu như mà mình có lòng thương, mình có nỡ giết nó không? Không nỡ giết. Mà không phải một tội đâu quý vị ha. Nếu như mình giết nè, rồi mình suối nè, rồi mình khen người giết nè, rồi mình không can nè, cái này tạo thành 40 tội. Nè, hoặc tự sát, hoặc giáo tha sát, hoặc kiến sát tùy hỷ, hoặc vô can sát. Được chưa? Đó là tôi thấy người ta giết nhưng mà tôi không can. Vậy là tôi cũng đồng phạm. Vậy là tự tôi giết là 10 tội, suối người ta giết là 20 tội, khen ngợi quan hỷ với việc giết là 30 tội, thấy người ta giết mà giả bộ không thấy, khỏi dính líu vô, 40 tội. Đúng không? Có người là biết nó giết nhưng mà đáng đời mày chưa, tao không can. Như vậy là đã ác chưa? Ác à.
Rồi bây giờ bình đẳng là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Chúng sinh đều có tánh Phật. Nếu chúng sinh đều có tánh Phật, như vậy thì Phật chúng sinh là bình đẳng với nhau. Như vậy mình giết một chúng sinh là mình giết một tánh Phật. Đó. Thì thứ hai là muốn tránh cái quả báo luân hồi đền mạng lẫn nhau. Hai, tránh quả báo. Cái câu này mới vui nè. Hồi đó cũng dạy nhân quả, mà cái ông say rượu, ông lại thầy, ông lại chùa Giác Ngộ, ông nói với thầy Nhật Từ: thầy, thầy nói mình giết con heo nó đầu thai nó thành người, người thành heo, phải không thầy? Thầy cũng cười cười, cũng linh thinh. Còn mình giết con bò, bò nó đầu thai thành người, mình thành bò, đúng không thầy? Vậy là giờ tôi giết người để mốt tôi tâm người nha thầy, đúng không? Nếu mà nói chuyện ta, mà nói cái nhân quả tầm bậy là nó ra vậy. Người không hiểu nhân quả là tưởng là mình giết con vật nó đầu thai làm người, người làm vật. Nói vậy là để hù người ta. Chứ nghĩ làm sao? Nghĩ làm sao mà giết heo, heo làm người, người làm heo. Trời, rảnh quá ha. Một người biết giết bao nhiêu con heo không? Có nhiều ông đồ tể, ông sống một cả chục, hai chục năm vì cái nghề đồ tể thì ông giết cả ngàn, cả triệu con luôn, nội mới cho thêm triệu. Vậy thì quý vị nghĩ coi đầu thai tới chừng nào mới hết. Rảnh quá. Heo. Trời ơi. Chắc là giết heo kiểu này là đầu thai làm heo, không còn ngày quay trở lại quá. Rồi giả sử như hồi nhỏ tôi chỉ có thời gian ngắn thôi mà tôi đi xịt ba con rầy, vậy thì rầy nó chết. Chứ nếu mà tôi đầu thai làm mấy con rầy này, mà nhất là rầy nâu nữa, chắc tôi thúi quẻ luôn. Phải không? Chứ chưa nói nghe, tôi bắt nào là nhái nè, cào cào nè, dế, ớt. Trời, tôi chơi ghê quá luôn. Ớt này không phải là tôi bẻ hai cái đùi không, tôi bẻ hai cái cù lẳng nữa. Tôi ác ghê lắm. Bởi vì tôi bẻ cái đùi nó vẫn còn cà lẻ nó đi. Tôi tức quá tôi bẻ luôn hai cái cù lẳng. Mà nó trườn đi luôn mà vậy mà nó còn leo ra nữa. Bởi tôi rộng ăn bữa đâu hết. Tôi ăn mấy bữa mà. Rồi nó còn nhiều nữa. Mà nhất là ba con cào cào châu chấu nè, là tôi cứ tôi xỏ sâu ra nè, nhái nè, tôi xỏ cái miệng ra, tôi quất là từ sâu từ sâu. Và tôi nghĩ là mai mốt tôi không xuất môi nữa hả, nhái mà chú. Mà cây mua là tôi cứ bẻ cây mua ra rồi nó cứng vậy đó, mà tôi xỏ, tôi chụp nhái, tôi xỏ sâu, chụp nhái, tôi xỏ sâu, nuôi gà nồi. Không phải là gà này ác hay tôi ác không biết. Gà nồi. Ồ. Rồi xong rồi mấy gà này vô nồi hết rồi. Ta nói là gà nồi mà. Như vậy thì quý vị nghĩ ra là nó ác hay tôi ác. Cho nên tôi nghĩ là cái quả báo này là nặng dữ lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là cái phước của tôi đó, con người đó, cái phước của người nha, phước của người nó bao nhiêu phần trăm, còn cái phước của tất cả các loài này nè nó được bao nhiêu phần trăm đó, ta phải tính vậy đó. Rồi quý vị phóng sanh nè, tôi chỉ luôn ngay chỗ này phóng sanh. Giả sử như một cái con nhỏ nó làm ác chưa, nó chưa biết làm ác, mình phóng sanh nó mình đâu có được bao nhiêu thiện đâu, hiểu không? Cái con nhỏ này nó chưa biết làm ác, cho nên mình phóng sanh nó là thiện không có nhiều. Mà Phật tử thì ăn cá cầm chân thì phóng sanh rồng rồng. Mà tôi nói ai mà ăn gà phóng sanh gà.
ai ăn heo phóng sanh heo, ai ăn bò phóng sanh bò. Chứ nghĩ sao mình ăn voi mà phóng sanh cá, mà cá lòng tông nữa chứ. Cá rồng rồng, thấy không? Cái đó là ăn gian. Bởi vì một con gà nó ăn biết bao nhiêu cái những con vật nhỏ này. Cho nên con gà này nghiệp nó lớn hay nhỏ? Con gà này nghiệp nó lớn chứ. Nó lớn, nó ăn rất là nhiều cái con nhỏ này. Bây giờ chỉ còn một cá lớn thôi, một con cá lớn, nó ăn biết bao nhiêu con cá nhỏ. Thì cái con cá lớn này nè, cái nghiệp lực nó lớn, thấy không? Mà nghiệp lực nó lớn, vậy là nó phải có phước lắm nó mới được sống tới cỡ đó. Cũng y như các cụ lớn tuổi nè, phải có phước lắm mới sống cỡ đó, chứ không hầu nhỏ eo chết rồi. À, đúng không quý vị? Wow, chính xác luôn. Cho nên là tôi nói thiệt á, phải nhờ ăn hiền ở lành lắm á, giờ mới còn sống đó. Chứ hầu đó bơm nó bay chéo. Hỏi, ủa chỗ nào vậy? Chỗ của mình. Nó ngay chốc chỗ của mình. Vì hầu đó tôi bắn chim tôi biết mà. Tôi dương dàn cung nhìn là tôi bắn tôi nhiễu thôi ra mạng cũng chết nữa. Là tại vì tôi bắn giỏi hay là tại cái mạng nó hết? Cái mạng nó hết chứ tôi bắn giỏi gì. Tôi nhắm con à, tôi bắn. Tôi nhắm mà tôi nhiễu mà nó cũng chết. Tôi nghĩ là mấy con này chắc là nó muốn tôi chết sớm hay sao. Đáng ra là tôi bắn vậy là nó không chết chứ. Đằng này tôi bắn cái nó chết luôn. Mà có lần tôi dương dằn ná ra vậy là một mắt tôi nó còn con. Tại vì nó không trúng nó mà nó đứt dằn ná. Con mắt tôi mà nó còn hai con giờ này là tại tôi đi tu sớm á. Tại vì ác ôn cho nên chưa bắn nó chết mình chết rồi. Từ cái chỗ đó mà tôi nghĩ là mấy con này là 10% thôi, mà cái phước của con người nó tới 1000 lần. Như thử vậy. Cho nên ta phóng sanh để mà ta hồi hướng cái phước này nè, là ta phóng sanh nó ít lắm. Nguyên một đống luôn là phóng sanh có 10% mà. Cho nên phải sống phóng ngày này qua tháng nọ. Nhưng mà thật sự ra phải là mình không làm mà mình phóng á thì đỡ. Đằng này nó ăn 100% phóng có 10% mà biểu có phước. Ăn con nào con nấy ăn vui không à. Mà phóng sanh phóng cá rồng rồng. Nướng thì bên lớn lên. Thấy không? Bởi vậy cho nên tôi mới nói là phải, nhưng mà ta ngưng rồi đó, ta ngưng cái chuyện ác rồi đó. Mình thì ác 100 mà mình làm thiện có 10 là lỗ 90, bị âm 90. Tôi chỉ cho phần âm để biết ăn. Họ ăn tại sao mà con càng ngày con lỗ vốn như vậy? Trời, ăn kiểu đó mà không lỗ vốn mới lạ. Rồi, như vậy là mình tránh quả báo là nhớ nghe, chứ không có tránh. Đừng có tưởng là sao con phóng sanh nhiều mà con bị bệnh tật vậy đó. Con phóng sanh mà con ăn chay chưa? Con phóng sanh mà con làm lành lánh dữ, con bỏ hết tất cả điều dữ chưa? Trời ơi, phóng cho vui vậy đó. Ăn cả tháng trời biết bao nhiêu tấn rồi, phóng con ký à. Tránh cái quả báo làm sao mà hết. Nó sẽ dẫn đến luân hồi đền mạng lẫn nhau. Mai mốt mình chết xuống dưới nó nói thầy xưng. kêu tôi mà còn nhớ răng nữa, nói thầy xưng. Hồi nhỏ thầy nhớ thầy bẻ giò luôn. Cái này nữa tao còn cái giò mày bẻ lại đi. Rồi cái việc này là hòa thượng nói là hộp vệ sinh, thì tôi nghĩ là giờ là vệ sinh dữ lắm rồi. Nhưng mà thật sự ra là cái thứ ba thì thôi, hòa thượng nói hộp vệ sinh thì mình cũng ráng mình nói theo chút xíu đi. Hộp vệ sinh thì bây giờ là tôi thấy các cái siêu thị nó kiểm tra là vệ sinh an toàn thực phẩm dữ lắm. Chứ còn bây giờ giả sử như ở nhà mình á, mà có nhiều người là cũng trời thần đất lỡ dữ lắm. Là đem cái con vật về mà nghĩ sao là bỏ lên nướng luôn à, rồi lát móc ruột sao. Còn có khi hồi xưa tôi nhớ là có một cái loại gà mà nướng đất sét, là nó lấy đất sét nó ướp lại rồi nó đưa vô nó nướng, có nghĩa là lông lá đồ tùm lum tà la là nó để luôn, ướp lại nó nướng, có nghĩa là bao nhiêu vi trùng nó rút vô hết ở trong thịt á. Thịt vi trùng. Thấy không? Tại vì nó ốp vô hả? Ốp vô nó nướng cho nên nó thấm vô. Lông lá của nó mà có vi trùng là nó thấm hết vô trong.
À, lúc mà nó chín rồi, mà nó chín rồi thì bắt đầu gỡ lông lá dục ra, mổ ruột dục ra, cái thịt đó nó chín rồi, ăn vậy nó mới ngọt. Trời ơi, ngọt không? Thấy không? Nhưng mà cái này là tôi nói là, tôi nói cho quý vị nghe, cái đó gọi là gà nướng, nướng chui hả? Không phải, gà gà nướng đất sét đúng không? Cá lóc nướng chui có nghĩa là cá lóc nó để luôn ruột vậy đó, nó sọt vô, bắt đầu nó đem nướng, nướng xong nó móc ruột, có khi cái ruột nó còn máu. Gà nướng ôm đất thôi, cậy nó làm sao miễn tôi nói đất sét nó ốp lại anh nướng. Rồi bây giờ quý vị nghĩ coi, ăn hộp vệ sinh bây giờ nó ăn ba cái, nó ăn khỉ mà nó để khỉ sống luôn. Cái này là tôi nghe thôi chứ tôi không thấy, tôi thấy chắc tôi xỉu. Nó để khỉ sống là nó lút cái chóp lên cái làm cái chụp, nó phớt ra cái là nó bỏ gia vị vô nó múc ăn, mà mặc cho con khỉ nó giải nó tuôn, nó làm gì nó làm. Mà tôi nghe cái này là quý vị nghĩ coi nó hợp vệ sinh không? Không, ăn ghê gớm. Và có những cái người ta cũng không bao giờ nghĩ tới cái vệ sinh đó, người ta vẫn nghĩ tới cái ngon, ăn vậy mà nó ngon á. Quý vị biết ở dưới quê của mình nè, hồi xưa mà tôi nhổ cỏ cắt lúa rồi cái tay bắt đầu cái da nó bị nó mềm đi, rửa sao nó cũng không sạch hết á. Mà đâu có nước đâu rửa, lại phát vậy là dớp. Cái đó tôi nói thiệt nha, ở đây có các cụ lớn tuổi làm chứng chứ còn chắc nhỏ nhỏ tuổi không biết. Cái đó là sự thật, đâu có nước đâu rửa. Trời ơi, có khi nước phèn không à, lại phải. Trời ơi, tại còn xình không, ăn vậy mà ngon. Hiểu không? Hiểu. Ngon. Vấn đề ban đầu là ngon, mà nhất là hồi xưa ăn ba cái mắm cá linh. Tới đâu là tôi môi tới đó. Nó còn nằm đông á, cái phai nó nằm đông, nó chưa có xóa. Mắm cá linh. À, hay là mắm bò hóc, rồi cứ thế là mới gớm nè. Phải không? Mắm bò hóc. Cái mắm này là miên phải không? Có không? Ở dưới người ta. Trà Vinh. Thì bởi vậy cho nên chứ bộ nói cái mắm này nè, là nó cứ đi là nó làm cái lấy cái hũ, cứ chụp lại dùng vô hũ, chụp lại dùng vô hũ. Xong rồi bắt đầu nó về nó rang thính rồi nó bỏ muối rồi gì đó, bắt đầu nó còn sống kệ nó, đậy lợn chôn dưới đất. Một thời gian là bắt đầu nó đem lên, cứ hở mà mưa là nó chụp nó bỏ vô, nó chôn vô. Trời ơi, cái này gọi là nó thúi không còn chỗ thúi, mà nó béo cũng không còn chỗ béo, tôi nghe nói thôi. Chứ tôi chưa bao giờ ăn, tôi ăn này chắc tôi chết. Mà nói tới cái chỗ này tôi mới nghĩ tới cái chao. Chao chua. Cái chao này hồi nhỏ tôi mới ăn chứ giờ này tôi không thấy nữa nha. Nhưng mà cái chao chua mà nó thúi, mà nó càng thúi chừng nào nó càng ngon chừng đấy. Chủ yếu là ngon. Đúng không quý vị? Chứ sao? Cái chao này nó xanh xanh mà nó thúi, trời. Ăn xong mà súc miệng 3 ngày còn thúi. Chao chùa mà nó ngon đặc sản, nó lạ luôn đấy. Vậy thì quý vị nghĩ coi, mà nhất là cái mắm cá linh này nó tanh ghê gớm lắm, mà nó còn sống, xé ăn với cơm nguội, nó còn cái phai 20 năm cái phai chưa xóa. Nói cho quý vị biết là cái này là một sự thật. Và cái này tôi nói là mất vệ sinh ghê gớm luôn. Tại vì cái tai mình nó đã vi trùng rồi, mà con cá này nó chưa có, nó không có được vệ sinh. Mà con sao nó sống mà nó dài lắm mà... Thôi tôi bỏ tay, tôi kể nó không tôi muốn chết rồi. Tôi kể như vậy là để cho quý vị biết rằng tại sao nó ở đây là có hợp vệ sinh hay không hợp vệ sinh. Mà lý do nào mà thầy Nhật Từ ổng soạn cái cuốn sám hối đó,
miễn là ăn khoái khẩu là sanh lưỡi thèm thôi, chứ không có cần biết là nó như thế nào, hợp vệ sinh hay không. Trời ơi, cũng như là cái cô mà cổ đi ăn hủ tiếu á, rồi quy một nồi hủ tiếu người ta bu lại, người ta ăn quá trời luôn, ăn đông lắm, ai cũng khen tấm tắc, còn bao giờ bà ngồi bà ăn bà kêu bà hốt dưới lên nguyên một cục rượu chén, nguyên mất cái đồ dễ để chén rồi, bà thấy bà ôi gần chết mà bà đâu có dám nói đâu. Rồi bà lặng lặng bà đi, mọi người ăn khen tấm tắc ngon, có nghĩa là khuất mắt đó. Cái vụ khuất mắt này nè, cái vụ khuất mắt này là cái gì ăn nó cũng ngon á, còn mình mà vô trong mình nhìn mình thấy nó làm rồi thôi hết ăn nổi. Cho nên là mấy người mà làm bếp đó là phần lớn là không ăn ăn nổi. Không ăn lúc đó, lúc sau ăn. Mà nó cũng có nhiều cách nữa, là có nhiều cách ăn. Một á, là ăn nó còn nóng. Hai á, là ăn trên đầu ông táo. Ông táo cái đầu ông sao tôi biết. Ăn đầu ông táo. Mà cái thứ ba mà nói chung là ăn dụng. Ngủ rồi ngủ gục. Ngon nhất. Tôi đang nói ngon. Ngủ ngủ gục ngon, ăn ăn dụng ngon. Còn cái kia là ngồi trên đọt cây á là ngon. Có nhiều cái thứ ngon lắm, mà tất cả những thứ ngon đó mà đem mà nói thì nó rất là khó nói. Tóm lại là nó không hợp vệ sinh. Vì sao vậy? Vì ăn trên bếp thì chắc chắn là bốc rồi. Rồi không, tôi nói vậy thôi, chứ còn nhà bếp là công đức phước báo lớn lắm. Tôi nói vậy không phải bỏ nhà bếp luôn nha. Hả? Ở chùa không dám phải không? Ờ à, vậy được tốt. Hèn chi tôi biết lý do nào Quang Phước ốm mà. Ồ nó đâu rồi? Ờ bệnh nằm đâu rồi? Đó thấy không? Nó biết riết bệnh luôn. Ăn đâu được. Ai không thấy ăn mới mập. Nó khuất mắt ăn ngon lắm. Nhưng mà tôi nói vậy thôi, chứ thật sự ra ở chùa là phải nói là hợp vệ sinh nữa. Còn đi ở bên ngoài mà nhất là ăn vỉa hè rồi, mà tôi là một trong những người thích ăn vỉa hè nhất. Thứ nhất là đỡ tốn tiền, thứ hai là mát. Ăn uống vỉa hè mát lắm. À, thứ ba nữa là cho nó lẹ, vô trong cái nhà hàng ngồi chờ lâu lắm, vô nhà hàng ngồi phải tiếng hồ, rồi tấp vô vỉa hè vỉa là 30 giây là nó đem tới. Nhưng mà ngay đó hợp vệ sinh không? Xe anh chạy cái vô bụi nhiêu vô hết mà tôi không thấy thôi quất luôn. Rồi cách thức ăn chay, chương trình ăn chay, ăn chay kỳ và ăn chay trường. Rồi bây giờ ăn chay kỳ và ăn chay trường. Ăn chay kỳ là chay sao? Rồi chương trình ăn chay, ăn chay phải lên chương trình. Có hai loại. Một là ăn chay kỳ, là ăn chay kỳ cục á. Thứ hai là ăn chay trường. Ăn chay kỳ là 1 tháng 2 ngày, là nhằm có ngày nào? Mùng 1 và rằm, hoặc là 4 ngày 6 ngày cho đến 10 ngày. 10 ngày là gồm những ngày nào? Mùng 1, mùng 2, mùng 8, 14, rằm 18, 23, 24, 28, 29, 30, 11 ngày rồi phải không? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 tôi biết mà. Phải không? Tôi biết mà, tôi viết xong tôi biết 11 ngày. Như vậy, mùng 1, mùng 8, 14, rằm 18, 23, 24, 28, 29, 30. 10 ngày trên đây là ngày mà các tội nhân được đem ra phạt xử tội. Từ chỗ đó ta ăn 1 ngày thì bằng 2 ngày khác ngoài cái ngày này. Như vậy tôi ăn 1 tháng 30 ngày luôn,
Có nghĩa là tôi cộng thêm cái này nhân cho 10 nữa thành 40. Đúng không? Nếu như những người này ăn cái ngày này là gọi là cái ngày này được nhân đôi, vậy là ăn 10 ngày mà được 20 ngày, vậy là tôi ăn hết 30 ngày thì chắc chắn tôi sẽ được 40. Vậy thì cái người mà ăn 10 ngày so vậy là ăn bằng có một nửa thôi. Nhưng mà ăn bằng một nửa nhưng mà phước được bằng một nửa không? Không. Tại sao biết không? Trời ơi, 20 ngày kia nó quất mặn. Cho nên ăn trừ hao nữa. À, bữa nay là sắp tới 28, 9, 30 mình ăn trừ hao đúng không? Bữa nay mà quất lên 4 con gà. Tại vì mấy bữa hổm ngày ăn con, bữa nay là sắp tới 3 ngày chay, mình làm lên 4 con. Ủa mà nó qua đây là cũng qua mùng 1 nữa chứ, đó, 4 ngày. Cho nên là nói rồi nghe, là ai ăn được, ăn được thôi à, ăn không được thì thầy chỉ cho là ăn 3 muỗng. Ăn chay kỳ nè, nếu mà mình xếp lên lịch mình ăn không được, thì bắt đầu mỗi cái chén cơm như vậy đó mình ăn 3 muỗng không. Bỏ các điều ác, làm các việc lành, nguyện độ chúng sinh, ăn 3 muỗng cơm thôi, muỗng nào muỗng nấy đầy họng á. 3 muỗng hết chén. Ê vậy thì ăn 3 muỗng à, để quen đi, ăn 3 muỗng à, bỏ ác, làm lành à, độ sanh. Vậy là có thể là tạm gọi là cái người cũng ăn chay kỳ. Cái này mọi người ta nhìn vô ta coi nó kỳ lắm. hiểu không mình đang ăn với ta, mình đang ăn với ta mà mình ăn 3 muỗng cơm không, ta tưởng mình khùng, nó hơi kỳ. Nhưng mà ráng cố gắng. Bây giờ ăn chay trường có nghĩa là sao? Ăn chay trường là ngày nào cũng ăn, ăn chay trường bằng với ăn chay ngày. Ăn chay trường bằng với ăn chay ngày, mà ăn chay ngày thì bằng với ăn chay bữa, đúng không? Bằng với ăn chay bữa là cứ tới bữa là ăn chay, hiểu không? Cho nên mai mốt quý vị đừng có nói ăn chay trường, quý vị nói ăn chay ngày. Cái hỏi ăn chay ngày là sao? Nói ngày nào cũng ăn. Như vậy mà ăn chay ngày, ngày nào cũng ăn, có khi sáng ăn trưa quên, ngày nào cũng ăn chay mà bữa ăn, bữa rồi còn bữa khác quên. Thì giờ mình nói ăn chay bữa, hỏi ăn chay bữa là sao? Bữa nào cũng ăn. Rồi bây giờ ăn chay bữa cũng chưa bằng ăn chay muỗng, đúng không? Ăn chay muỗng có nghĩa là muỗng nào cũng chay, không có muỗng nào mặn cả. Từ cái chỗ đó mà mình nghĩ sao? Tôi ăn chay rất là đơn giản, tôi ăn chay rất là nhẹ nhàng, có nghĩa là gì? Tôi không có ăn thịt chúng sinh, muỗng nào tôi cũng ăn, không có chúng sinh, vậy là tôi đã ăn chay rồi. Mà nếu cái muỗng này tôi múc mà lỡ có con sâu trong nồi canh thì tôi bỏ ra, xin bơm muỗng này tôi không ăn mặn. Hiểu không? Chứ nghĩ sao, giả sử như nguyên một cái bữa ăn vậy, tôi lỡ có một con sâu nó rớt vô thôi, mà nói là nguyên bữa đó tôi ăn mặn là sao? Đâu có đâu, chỉ có cái muỗng này thôi. Cái muỗng này nó mới có sâu, còn mấy muỗng kia đâu có. Hiểu không? Nói như vậy là để chi biết không? Để trong cuộc đời chúng ta, ta nói 100 lời, 1000 lời, 1000000 lời, vân vân vân. Trong đó chỉ có một lời sai thôi. Nghĩ sao mà nói người đó ăn nói hồ đồ? Hả? Người ta nói rất là nhiều lời mà trong đó có một lời sai thôi mà đánh giá người ta sai là sao? À, cái lời đã sai thôi, phải không? Chứ đâu là đánh giá hết. Cũng như ăn là một chén như vậy, một chén như vậy nó có 10 muỗng đi, một chén như vậy nó có 10 muỗng, mà trong khi 9 muỗng chay, có một muỗng con sâu rớt vô thì muỗng này mới mặn. Nhất là đó bà sư thái đó thôi, bà ngồi bà ăn chay mà con cháu nào mà cầm đôi đũa mà đang ăn thịt mà gấp vô là bà cự liền, ăn chay cự.
trong đây có chai chai kỳ chai trường mà thiếu chai cự. Mang chai mà ai mà đụng vô là bất cự à. Còn còn ăn chay là dọn cái mâm thầy riêng, à, ai ăn gì đó ăn, chứ mắc gì ăn chung không được. Ăn chung miễn mình đừng gấp qua thôi. Ăn chung thì mình thèm không? Thèm không? Bên đây đậu hũ, bên kia thịt quay, thèm không? Tôi nói như vậy là để quý vị biết ăn chay hay không, chứ đừng nói là chẳng qua là ăn là để tạm mượn nuôi, tạm mượn để nuôi thân thôi. Rồi bây giờ qua cái phương pháp thực hành nè. Chọn lựa và thay đổi món ăn. Một, chọn lựa và thay đổi. Đúng rồi, cái này là mới đủ chất nè. Còn còn những cái người mà ở dưới quê á, ăn chay là tối ngày cứ ăn thịt cọp. Cứ tới ngày chay là nghe đông cọp cọp cọp. Ăn vậy là cho chết à. Ăn vậy ăn chay là ăn khổ hạnh á. Mà hầu đó là tôi khen nhất là có ông dưới đất của tôi là hầu đó có ông cụ đó, ông làm nguyên một dải đất. Đất đai ông nhiều lắm. Ông làm từ sáng tới chiều tối vậy. Có khi nửa đêm ông đi khai nước đồ này kia. Rồi ông đi đặt lợp, ông đi câu cá đồ, ông tự cung tự cấp. Nhưng mà phần lớn là ông ăn chay. Vì sao vậy? Ông ăn muối không? À, ông chuyên gia ăn muối. Muối rang với mỡ. Muối rang mỡ. Mỡ này không có máu. Thì cái đó là tôi phải nói là tôi sợ ông thiệt. Mà ông mạnh dữ lắm à. Ông dẻo dai dữ lắm, ít bệnh lắm. Nhưng mà có điều cái ốm. Ốm ít bệnh mà dẻo dai dữ lắm. Nhưng mà tôi khuyên nha, thưa quý vị, ăn chay là phải chọn lựa và nhớ là thay đổi món. Đừng có ăn một món riết à, theo tinh thần cơ thể của mình á, cơ thể của mình là nó đủ thứ chất gọi là bá nạp á. Cơ thể của mình bá nạp, quý vị đừng dị ứng bất cứ một món nào giúp thầy. Có nghĩa là ngay cái chỗ này là thầy khuyên đừng dị ứng. Giả sử như bây giờ mình nói là bột ngọt ăn là nó cái xương mình nó gì mục. Bột ngọt ăn xương mục, cái này là đồn hay có thiệt? Đồn. Cẩm Ly ai đồn, đúng không? Rồi bắt đầu giờ mình nói là đường, ăn nhiều quá thì bị sao thầy đi ngoài đường nhiều nè. Rồi bắt đầu mỡ, dầu, ăn nhiều đó là máu nhiễm mỡ. Tự nhiên thì dầu cái ra mỡ. Tự nhiên mình ăn dầu cái ra máu nhiễm mỡ. Phải chứ, từ ăn mỡ ra máu nhiễm mỡ. Vậy thì ăn dầu ra máu nhiễm dầu chứ. Đúng không? Như vậy thì bây giờ ý thầy muốn nói cái này là để gì? Để bắt đầu nghe nói ăn dầu nhiều là không tốt cho cơ thể, bắt đầu nhà bếp không bao giờ dám nấu gì dầu. Mai mốt mình thiếu chất béo. Cái này á, trong tất cả các chất nó gọi là chất béo. Chất này là chất đường, chất này là chất đạm, chất này là chất gluco gì đó, vitamin đủ thứ hết. Ta đều phải đủ chất. Vấn đề quan trọng của ta là đủ chất. Cái người nấu bếp là phải biết các cái chất để coi mình thiếu chất gì. Thấy không? Chứ là không có nói là dầu nhiều quá, đừng nấu dầu nhiều. Rồi nấu nó nói vậy tôi không chấp nhận. Nói vậy không đúng. Rồi cái nó bột ngọt ăn bị mục xương. Rồi bắt đầu không bao giờ niêm bột ngọt. Có nha. Có những chỗ không bao giờ niêm bột ngọt. Cái đó là bị dị ứng. Rồi rồi giả sử như có nhiều người nói là hành hẹ tỏi nén ngũ vị hương, lát nữa cái đoạn sau có, bây giờ ngay chỗ đây tôi nói luôn, hành hẹ tỏi nén cái này là có hại hay có lợi? Hành hẹ tỏi nén ngũ vị này có hại không? Có không? Không. Tại sao không cho ăn?
Đáng ra là chúng ta phải biết rồi chúng ta mới bắt chước chúng ta không ăn. Đằng này không biết mà cũng bắt chước không ăn. Giả sử như hành, hẹ, tỏi, nén, ngũ vị tân, thì bây giờ các cái chất này là gì? Các cái chất này là các chất sanh ra dục. Mà dục là cái gì? Dục có nghĩa là gì? Dục là cái sức khỏe. Dục là cái sức khỏe. Mà nó khỏe là nó kỳ cục. Cho nên là tôi 52 tháng tôi không có khỏe, bệnh hoài. Rồi tại vì sao vậy? Cứ nó khỏe là ở thế gian ta gọi là nó trừng mỡ. Thì tôi nghe cái từ đó tôi nói lại chứ tôi không biết trừng mỡ là gì. Người ta nói vậy đó là bắt đầu nó chạy dữ lắm. Ngay cái chỗ đó mà do cái chất này nó sinh ra cho nên vậy là cái này bỏ hay là không bỏ? Trời của chất bỏ bỏ chứ. Nghĩu gì hết rồi. Ta tẩm bổ ta mới ăn mấy cái chất này. Thì bây giờ quý vị bệnh có nên cho ăn không? Cho chứ không cho. Thị Nở nấu cho Chí Phèo bác cháu hành. Nhờ bác cháu hành này mà chuyện tình của Thị Nở có mặt. Hiểu chưa? Đúng không? Trời ơi, Thị Nở rất là có duyên, rất là đẹp trong bác cháu hành. Hay nói đúng hơn, nhờ bác cháu hành tô điểm cho Thị Nở đẹp. Như vậy thì bây giờ quý vị nghĩ coi nè, nó bổ nè. Và bắt đầu tỏi nè, tỏi này là cái chất trị bệnh nè. Mà cái người không biết là không bao giờ đụng tới một cọng hành nữa. Này là bị bệnh chấp. Bị bệnh chấp. Và tôi nói luôn các vị ni trưởng, tôi tới tôi cũng nói à, ni trưởng phải hiểu khoa học. Ni trưởng không hiểu khoa học mà cấm vậy là tôi nghĩ chưa đúng đâu. Cái thứ hai, cái này là nó sanh ra cái này. Cái thứ hai là cái gì biết không? Là nó linh hay là không linh. Vì sao vậy? Vì những người mà ta trì chú, cái chất này là chất hôi. Mà nó chất hôi thì họ nghĩ rằng là các cái âm binh đổ họ khiển không được. Cho nên mới thầy bùa được. Mà mình bỏ tỏi vô trong người, hành hẹ vô trong người là nó yếm mình không được. Mà do cái chỗ đó cho nên là nó không linh. Không phải không ăn miếng nào nó mới linh. Hiểu chưa? Mình có luyện cái gì đâu mà không ăn. Đúng không? Mình ăn là để cho nó đừng có yếm mình. Trời ơi, có thấy ông nào đâu. Hôm nay giờ tôi đâu có ăn miếng nào mà tôi cũng đâu thấy ông nào đâu. Ý mình nói là bây giờ cái này là tại vì bệnh cố chấp, chứ thật sự ra mà cái đó là mình phải biết là dùng phương tiện thôi. Dùng phương tiện thôi chứ nghĩ thì sao, tứ đại thiên vương ở không á, xuống linh thú đứng bốn vị đó rồi cổng trời ai gác. Bị không à. Nói vậy cho nó vui chứ tứ đại thiên vương nào đi xuống đây. Vừa thôi, tôi mời chứ tôi biết không có xuống. Cũng như là chú cứ mời tôi đi, tôi không đến. Cái kiểu mà anh cứ hẹn nhưng em không bao giờ đến. Nói như vậy thôi chứ bây giờ mà mình nói mình thờ Phật ở đây nè. Đó, mình thờ Phật kế bên mình đây nè. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, khi tâm mình có Phật là mình thấy Phật. Tâm mình vui lắm, mình nhìn thấy Phật, mình hạnh phúc ghê lắm. Tâm mình buồn coi mình lại, mình thấy có Phật không? Đen thui luôn. À, ôi các vị đệ tử cơ mà lúc nào mà vô đây mà thấy chùa không, sao chùa thầy con thấy hạnh phúc quá, hay cho con ở lại đi, ở lại vài bữa, sao chùa thầy con ngán quá, cho con về đi. Rồi mình tôi chỉ nói vậy thôi, phải nên đổi món, cũng đừng nên cố chấp trong bữa ăn. Tiếp, phải biết cách nấu. Đúng rồi, cái cách chế biến là quan trọng. Cách nấu à, cách nấu là tôi lấy cái ví dụ sơ cho quý vị nghe. Giả sử như cái bánh phồng đi, hay là đậu hũ đi, quý vị chiên mà nó vừa vàng á là nó bổ, mà quý vị chiên khét á là nó độc. Như vậy thì cái cách nấu nó quan trọng không? Quan trọng. Mình bỏ vô mà cái chất này bỏ trước nè,
rồi bắt đầu nó vừa lửa cái chất kia bỏ sao nè, nó vừa lửa cái chất kia bỏ sao kìa, tự nhiên cái nồi đó nó ngon. Nó ngon là bởi vì sao vậy? Nó hợp và cái chất này với cái chất kia nó kết hợp với nhau, nó gọi là cân đối. Nó cân đối là nó quân bình âm dương. Cho nên cái món này ngon, món này ngon là do quân bình âm dương mà ngon. Bây giờ nấu nó cũng không biết, nó thấy người ta nấu vậy mà nó không học hỏi vậy, là cái bỏ trước thì nó nệm bỏ sau, cái bỏ sau nệm bỏ trước. Y như tôi nói cải thôi. Cải mà cải lá gì mà lá đó không thể nấu canh được, mà bỏ vô canh là nó đen thui, giống nó đen thui được rồi. Giống gì đó cải đó. Cải này nè, cải này là cải ăn sống. Cải này là cải ăn sống. Tôi quên là bỏ lâu nhờ nhà bếp tôi quên. Cải này là cải ăn sống. Mà bây giờ mà nó không biết, bỏ vô lẩu nấu, trời ơi đen thui. Nếu cải này ăn sống mà nấu chín là cái này nó hôi. Nghe. Cái cải này nè là cải ăn sống mà đem nấu chín là nó hôi. Mà nó hôi có nghĩa là có độc. Tôi nói như vậy là quý vị biết cách nấu. Cách nấu cũng quan trọng lắm mà. Cái người xuống nấu ăn là phải học cái cách nấu. Cách nấu quan trọng. Tôi cũng có mấy cái món đó thôi. Tôi cũng có là dưa leo, đậu hũ, rồi gì nữa đó. Giả sử như một vài món nữa. Nhưng mà khi mà tôi làm á, thì do cái cách làm này nè, cái cách nấu này nè, bữa ăn này rất là ngon và bổ dưỡng. Cũng bao nhiêu đây nè, mà đem cái người mà không biết nấu mà người ta cũng không có tha thiết về học nấu á, là bảo đảm quý vị ăn dở như muôn lồi. Mà cái này coi chừng ăn còn bệnh nữa đó. Cho nên nó là không có cái gì ăn hết trơn. Thật sự ra cái người nhà bếp là vấn đề quan trọng là khéo. Cái cách nấu này khéo. Và cái món nào người ta làm ăn cũng ngon. Cho nên đến nỗi mà tôi đi ra bên chợ đầu mối mà tôi lụm về, mà vấn đề quan trọng là chế biến. À, tôi là cái đồ đó rất là dở mà chế biến rất là ngon. Vấn đề quan trọng chế biến. Tôi nói vậy thôi chứ còn nhà bếp chế biến sao tôi ăn vậy à? Tôi không dám chơi. Thật sự ra trai đường tôi la chứ tôi đâu dám vô bếp, sợ cái giá lên đầu. Hoặc là nó bỏ nó không nấu. Ở ngoài tôi la chứ tôi vô trong tôi không dám la đâu, tôi nói thiệt. Là nó bỏ cái chết à. Rồi. Giảm thịt cá ngoài cái ngày chay thì cái đó là tôi chỉ rồi phải không? Giảm thịt cá ngoài cái ngày chay có nghĩa là sao? Là tháng mình ăn 10 ngày. Như vậy thì còn 20 ngày ăn mặn. 20 ngày ăn mặn này là thì 20 ngày ăn mặn này là cứ giảm. Giả sử như mỗi ngày mình đi mua 1 kg thịt thì bây giờ mình cứ giảm còn 900 g. Thấy không? Rồi cứ như thế mình giảm riết chừng mai mốt còn chừng 100 g. Thấy không? Cứ mà mình giảm thịt. Mình giảm thịt thì mình tăng đậu hũ. 100 g không bán thì mình mua nửa ký về mình lo mình kho 5 ngày. Chứ chỉ chứ. Giờ này có tủ lạnh để dành mà. Thấy không? Rồi, bây giờ những điều cần tránh. Ăn chay mà tránh kêu mặn là sao vậy? Là bởi vì đụng tới ai cũng nói. Đụng tới ai cũng mới đầu nói à. Ông cha trường á. Đụng tới ai cũng nói. Trời ơi, ông cha trường á. Như vậy là gọi là gì? Ăn chay kêu mặn, ăn chay háo danh. Đừng nói. Ai biết biết, còn biết thôi, đừng nói. Nói người ta mình nói mình là kêu mặn, là háo danh. Thấy không? Nói để cho người ta khen đó mà. Mình ăn chay chẳng qua là mình không ăn mặn thôi chứ có gì đâu phải khen. Mình ăn chay là để nó đựng tổn phước mình. Rồi ăn chay là tránh ép sát. Nghĩa là sao? Nghĩa là nãy thầy nói rồi đó. Ăn chay mà làm biếng. Ăn chay nó cộng với làm biếng. Cho nên cái món đó gọi là ăn chay làm biếng. Là tới ngày chay rồi đó là luộc cái gì đó miếng, cái chấm nước tương xong. Hiểu không? Ăn cho qua ngày á mà. Mà tụng kinh sám hối sáu căn biết liền à. Sám hối sáu căn là nói rõ trong đó. Ăn cho qua ngày.
rồi tránh giả mặn. Thầy khuyên quý vị là nên tránh giả mặn. Vì sao vậy? Hồi trưa thầy có giảng một cái đĩa là quá thân. Giả sử như bây giờ mình không có ăn con cá, nhưng mà mình ăn cái hình bóng con cá, có nghĩa là nó là quá thân của con cá. Mình không ăn con gà mà mình ăn cái hình bóng của con gà, có nghĩa là mình ăn quá thân con gà. Cho nên chớ có giả mặn, chớ có giả thịt cá đồ này kia. Theo thầy khuyên đừng nên giả. Mà nếu có làm đó, là mình tạo ra cái cách khác để mình làm. Tạo ra cách khác mình làm vẫn tốt hơn, vẫn ngon hơn. Thấy không? Thì cái đó là cái cách mà chúng ta nên để ý để bắt đầu làm sao cho tốt. Quên ngày chay, nghĩa là ăn chay mà thường hay quên ngày chay, cho nên là khi ăn chay ăn tập cho mình một thói quen ăn 3 miếng trước. Ăn 3 miếng chay cái tự nhiên mình nhớ là bữa nay ngày mấy. Nếu quý vị ăn chay mà không ăn chay trường được. Còn cử ngũ di tân phải cử cái lúc nào cần cử và lúc nào không. Phải không? Lúc nào cần cử, lúc nào không. Chứ thầy không phải nói vậy là thầy cho quý vị ăn xả láng. Đối với thầy là khử dầu á, là bỏ vô miếng tỏi khử là ngon nhất. Nó khử được cái độc tố trong dầu. Còn đằng này do mình sợ cho nên là đến nỗi khử dầu cũng không dám khử. Vậy là ăn thuốc độc. Ngày đó là thầy khuyên là nên ăn ít thôi. Ăn với tính chất là đừng bị tham ăn thôi. Ăn để sống thôi, cho nên là làm ít, làm vừa phải mà ngon là được. Ngũ vị tân theo quan điểm của thầy là phải hiểu cho rõ ràng chứ không là bị thiên chấp. Lợi ích của sự ăn chay là về phương diện cá nhân là ăn chay để mình ít bệnh. Ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi. Ăn chay để mỗi ngày mình cảm thấy mình là người tu chứ không biết mình là cái gì. Mình ăn chay cũng là một pháp tu mà. Còn về phương diện đoàn thể đó, thì khi mình ăn chay đó thì nó giúp cho đoàn thể được sự hòa hợp, nhân loại được bớt đi cái tà khí, chúng sinh tránh cái luân hồi đền mạng lẫn nhau, tránh cái sự kiêu khổ. Mà hòa thượng có ghi ở trong đây cái câu, tôi biết chắc là có cái câu đó, là tất cả chúng sinh không nghiệp sát, nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ động đao binh, nhà nhà gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Lâu quá là tôi quên, tôi phải kiếm câu đó lại. Trong bài ăn chay là tôi nhớ là tôi đọc cách đây lâu lắm rồi mà tôi chắc chắn là có câu đó. Vì cái câu đó là khuyên mọi người ăn chay mà. Ở trong đây là ngũ tịnh nhục. Trong đây có nói ngũ tịnh nhục là năm thứ thịt thanh tịnh. Một là thịt ăn mà không thấy người giết. Hai là thịt ăn mà mình không nghe tiếng của con vật nó kêu rên la thảm thiết. Ba là thịt ăn mà mình không nghĩ người ta giết vì mình mà giết để cho mình ăn. Thứ bốn là thịt các con thú nó ăn còn dư lại, và những con thú nó tự chết vì nó già quá sống không nổi nó chết cho nên mình được ăn. Thứ năm là thịt các con thú khác nó ăn rồi còn dư lại. Cái đó là ngũ tịnh nhục. Nhưng mà thầy nghĩ là quý vị bây giờ ăn mà ăn mấy con thịt con đi ra chợ mua mấy con cá thúi á, ăn được không? Rồi mời quý vị đọc theo thầy cái câu này. Nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động đao binh, tất cả chúng sinh không sát hại, sợ gì thế giới có đao binh. À, trong đây nó còn hai câu nữa mà nó không viết. Gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Gia gia hộ hộ là người người nhà nhà đều tu thiện, thiên hạ lo gì chẳng thái bình. Cái đó là vì thiên hạ. Rồi kết luận khuyên mọi người nên ăn chay, cho dù Phật tử hay không phải Phật tử, vì ăn chay là giúp cho chúng ta sống lâu, ít bệnh tật. Vì tất cả các loài vật nó bệnh nhiều lắm, cho nên là chúng ta ăn chay thì ít bệnh hơn. Bây giờ này nha, ăn chay nó vẫn ít bệnh hơn ăn mặn. Vì sao vậy? Heo, gà, cái gì bây giờ nó cũng cho ăn toàn hóa học không. Con cái chúng ta mà coi chừng nó bệnh béo phì là bởi vì nó ăn hóa học á. Nhiều cái thứ mà bây giờ nó bỏ cái chất vô đó vừa thơm, vừa ngon, vừa bổ dưỡng là toàn là hóa học không đó không.
Không phải là các con heo con gà nó ăn hóa học, mà coi chừng con người bây giờ vẫn ăn hóa học. Vì sao vậy? Vì cái bột niêm á, thầy thấy bây giờ hầu như là có những cái loại bột niêm là bột niêm nó làm bằng hóa học không, chứ không có làm bằng tự gì hết. Ngày xưa bột ngọt nó còn làm bằng bằng mía phải không, rồi bằng củ mì phải không, khoai mì. Nhưng mà coi chừng bây giờ các cái chất bột niêm của chúng ta bây giờ làm bằng hóa học. Thì tôi khuyên quý vị hãy coi, chứ không là quý vị đừng có tưởng con gà nó ăn hóa học cho nên mình ăn nó thịt nó dở. Có nhiều người nó mắng giống tôi là vậy. Còn con heo á, là cho ăn hóa học và cái thịt con heo là dở lắm. Thì bây giờ cái thịt người nó cũng dở như vậy, thử ăn thử biết. Là bởi vì bây giờ con người vẫn ăn hóa học không. Bởi vậy cho nên tôi khuyên mọi người ăn chay, ăn rau rác là sự thật. Rồi nếu như mà chấm nước muối gì đó quậy chấm vô ăn mà có đường tương trao đậu hũ dưa leo gì đó, là tôi nói ăn đó là thiệt á. Mà nên nhớ rửa kỹ kỹ nha. Chứ tôi cũng nghe được cái câu là nó hái trái ổ qua bị lớn qua lớn vậy nè, nó ra nó bỏ vô trong nước nó ngâm đêm tới sáng nó quậy lên trái. Trái ổ qua bị lớn qua lớn vậy nè, mà nó bỏ vô nước nó bỏ hóa học vô nó quậy tới sáng là bự gùm tay. Cho nên bây giờ mà tôi ăn ổ qua tôi cũng nghe, tôi không biết phải không ta. À, nhưng mà bây giờ là thật giả lẫn lộn ghê lắm. Cho đến mà trái dưa leo của mình cũng vậy nữa. À, nó xịt chiều đó, nó xịt sáng, nó hái trái nào trái nấy bự gùm tay thẳng băng, đẹp lắm, thuốc không. Thôi thì nghĩ qua nghĩ lại ăn cái gì cũng thế nào cũng trước sau cũng chết rồi. Nhưng mà thầy cũng khuyên mọi người nên ăn chay để cho nó lâu chết hơn chút. Nhưng mà có chết thì cũng đỡ hơn chút, đỡ hơn mấy người sát sanh hại vật. Vì thầy biết nếu có cây cối đồ mà mình không có gây oan gia trái chủ với nó, nhưng mà con vật thì coi chừng nó có hồn thiêng sông núi của nó. Mong rằng quý vị cố gắng là người đệ tử Phật, ráng cố gắng giữ gìn để ăn chay cho nó nhẹ nhàng. Nam mô Thường Ăn Chay Bồ Tát. Rồi bây giờ thầy kêu những vị tu học 3 ngày lên lĩnh sổ, lãnh quà. Hoàng Sinh Thường Ngộ Thường Lạc. Đây là nhân viên ưu tú, xin một tràng pháo tay. Đó, ưu tú trong vấn đề là từ đầu khóa cho đến bây giờ này, từ lúc mở ra cho đến bây giờ là từ ngày quy tới giờ là chưa bao giờ bỏ. Quá tinh tấn. Giác ngàn. Đây cũng là một trong những nhân vật tinh tấn giác hảo. Còn là những nhân vật tinh tấn không. Đây là những người mà gọi là trực tiếp ở chùa để làm mọi công việc. Xin một tràng pháo tay nữa tặng cho những vị qua tinh tấn luôn. Không biết mấy tụi con lên, chị Vũ có lên theo không? Cẩm Hồng Diệu Tâm. Cẩm Hồng Diệu Tâm. Cô mới hả cô? Thấy Ngọc Tính Võ Thị Ngoài. Ngọc Tính, quý cô này là cũng là một trong những người thường xuyên. Phương Giới Niệm. Rồi xin cho một tràng pháo tay cho những người có sổ. Ồ, còn hai người nữa. Ngộ Mạnh Phi Hùng. Ngộ Mạnh ráng đeo theo Ngộ Thường Lạc và hầu như là cũng có rớt bữa hai bữa hả con? Không có rớt bữa nào hết. Một tràng pháo tay. Wow. Vậy là thầy dòm, thầy thấy là hồi tối hầu như không có ở lại phải không? Ở gần không? Ở xa nhưng mà vẫn đi về. Wow. Như Duyên. Như Duyên. Wow, con này thầy thấy cũng mới mới mà không biết cũ cũ chưa. Ồ, cũng mười mấy khóa rồi đây. Xin một tràng pháo tay tặng cho những người có sổ. Vậy là Tết này là mình phải có phần thưởng cho những người có sổ rồi. Rồi bây giờ tới những người lọt sổ. Ồ, quên, không sổ. Ừ. Những người không sổ đăng ký tu 3 ngày. Cô Giác Dũng, Giác Thiện Duyên, Diệu Bích. Giác Thiện Duyên nhiều lần về sao không chịu làm sổ con?
Giác Thiện Duyên, Giác Dũng bước lên con, Diệu Bích, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Diệu Xuân, Nguyễn Thị Như Lan, Diệu Đoan, Nguyễn Thị Mết, Diệu Viên, Giác Hương Tuệ. Không có đĩa thì lấy thêm cái đĩa bỏ vô con. À, ở phía sau còn nữa, Giác Mai, Quảng Diệp, Giác Thành. Rồi, xin mời quý vị nhận một cái cuốn sám hối, đặng về sám hối cho nó đã. Và một quyển nữa là Một Kiền Liên Sám Pháp, cũng về sám hối luôn, đọc thiệt. Nay cho cuốn sách với lại cái đĩa toàn là sám không, chắc tội dữ lắm. Thật ra thì thầy cũng thay lời cho ban tổ chức là rất là tán thán những người trong khoảng thời gian qua cũng đã tham gia các khóa tu cũng như là lớp học giáo lý. Thì xem như là thầy ôn cái lớp giáo lý của mình á, là để kiểm tra. Nhưng mà giờ thôi thì kiểm tra thì nó sẽ làm cho nhiều người ta cảm thấy là ta đăng ký ta học ta sợ. Cho nên giờ thầy khuyến khích đăng ký học, đăng ký cho cái lớp học nó đầy đủ. Nhưng mà thi á, là tùy theo quý vị có thi nào. Có thi thì mạnh dạng lên hát qua dân chủ được phần thưởng, còn không thi thì thôi. Đồng ý không?